Chào mừng các bạn đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. 9 dấu hiệu có thể bạn đã mắc bệnh u tuyến yên. Hãy chú ý đến những dấu hiệu dưới đây để đi thăm khám kịp thời, bởi rất có thể bạn đã mắc phải bệnh u tuyến yên. Theo bác sĩ Chu Tấn Sĩ, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115, dấu hiệu nhận biết bệnh u tuyến yên bao gồm 1. Đau đầu. 2. Mất thị giác ngoại vi hoặc giảm thị lực ở một hoặc cả hai mắt. 3. Buồn nôn, có hoặc không có nôn. 4. Mệt mỏi hoặc mau mệt. 5. Đau khớp. 6. Tăng kích cỡ dày hoặc nhẫn, biến dạng đầu chi. 7. Sự phát triển của bệnh huyết áp hoặc đái tháo đường. 8. Suy giảm trí tuệ. 9. Hoa mắt, chóng mặt. Một dạng chắc chắn của khối u tuyến yên có thể gây tiết sữa ở những phụ nữ không mang thai và làm ngưng chu kỳ kinh nguyệt của người bệnh. Phụ nữ có thể gặp phải những chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc không có kinh nguyệt và mất khả năng thụ thai, trong khi đàn ông có thể bị rối loạn cương dương, rụng lông tóc, mất ham muốn tình dục và không có khả năng sinh con. Theo các bác sĩ, tuyến yên hay tuyến não thùy là một trong những tuyến nội tiết tố của cơ thể. Bộ phận này có kích thước nhỏ, tương đương hạt đậu và nặng từ 0,5 đến 1 gram. Tuy nhỏ bé nhưng tuyến yên là nơi tiết hormone kích thích sinh trưởng, kích thích tuyến giáp, điều tiết gần như mọi hoạt động của cơ thể từ sinh trưởng đến tự vệ. Có hai nhóm u tuyến yên, u chức năng và u không chức năng. U không chức năng không tiết ra nội tiết tố nên ít gây rối loạn nội tiết và thường triệu chứng khiến bệnh nhân đi khám bệnh là nhức đầu, mờ mắt. U chức năng tiết ra nội tiết tố nên gây rối loạn chức năng nội tiết, khối u sẽ làm bệnh nhân bị giảm hoặc tăng sinh nội tiết tố của cơ thể, dẫn đến bệnh nhân bị thiếu hoặc thừa nội tiết tố tăng trưởng, nội tiết tố sinh dục, nội tiết tố tuyến giáp, nội tiết tố tuyến thượng thận. Đặc biệt, nếu bị suy toàn bộ tuyến yên, bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê và tử vong. Trên thực tế, triệu chứng của bệnh u tuyến yên rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Bởi vậy mà khi được phát hiện, bệnh đã tiến triển nhiều, gây khó khăn trong việc điều trị. Hiện tại, các nhà nghiên cứu chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này ngoài yếu tố di truyền được phát hiện ở một số ít trường hợp. Điều trị bệnh u tuyến yên có thể dùng phương pháp phẫu thuật, xạ phẫu bằng tia gamma, thuốc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!